Chào bác sĩ, bé nhà tôi năm nay 34 tháng, cháu đã được chuẩn đoán mắc hội chứng tự kỷ gần một năm nay và có kết hợp dùng sử dụng thuốc điều trị bổ sung dùng thêm Vương Não Khang 6 tháng nay. Kể từ khi sử dụng Vương Não Khang, tôi thấy biểu hiện tự kỷ của con tôi giảm nhanh hơn ạ. Cháu đã bắt đầu tập trung ngủ ngon hơn, bắt đầu biết nói những cụm từ dài hơn mà trước đây con tôi không có nói được. Vậy xin hỏi bác sĩ, Vương Não Khang có tác dụng như thế nào đối với trẻ tự kỷ như bé nhà tôi? Tôi có thể sử dụng Vương Não Khang lâu dài cho con được hay không? Rất mong bác sĩ giải đáp ạ. Vâng, cũng rất là vui khi mà anh chị đã báo tin là con nhà mình 34 tháng sau thời gian mà được can thiệp kết hợp với lại sử dụng Vương Não Khang là con có những tiến bộ về ngôn ngữ, về giấc ngủ, về hành vi, thì điều rất là vui. Cái sự tiến bộ của con cũng là cái niềm động viên, khuyến khích cho cha mẹ đồng hành tiếp tục cùng với con. Cũng mong rằng anh chị cũng tiếp tục giúp đỡ con để con phát triển càng tốt hơn. Thế thì về sản phẩm Vương Não Khang mà cháu đã được dùng trong vòng 6 tháng nay mà thấy rằng có hiệu quả về giấc ngủ cũng như về ngôn ngữ như vậy, thì sở dĩ rằng là nó có tác dụng vì là Vương Não Khang là một cái thực phẩm chức năng có dẫn xuất là từ thảo dược, có những thành phần từ thiên nhiên như là cây đinh lăng này, cây thang ma này, rồi ginkgo biloba là những cái chiết xuất mà có tác dụng là tăng cường hoạt huyết não, thế rồi thì là tăng dẫn truyền thần kinh, làm cho trẻ có khả năng tăng phản xạ, có điều kiện tăng khả năng ghi nhớ, do đó trẻ có những tiến bộ và như anh chị đã nhận thấy. Bên cạnh đó thì Vương Não Khang còn được bổ sung các cái vi chất thiết yếu cho sự phát triển não bộ, cụ thể như là có những cái chất như là natri succinat, rồi thì coenzyme Q10, vitamin như là B6, acid folic và acid amin như là taurin là những thành phần rất là thiết yếu để cho tăng sự dẫn truyền thần kinh, tăng các chất dẫn truyền thần kinh, thế rồi thì là điều hòa hoạt động não bộ, làm cho trẻ là tăng những cái vùng phát huy những cái vùng mà ngôn ngữ chức năng đang bị yếu kém, hoạt hóa nó lên, thì làm cho cái kết nối thần kinh tốt hơn, là làm cho trẻ khả năng vận âm tốt hơn, thì từ đó thì trẻ có thể là ngôn ngữ tiếp nhận tốt, và từ ngữ tiếp nhận tốt thì trẻ có thể nói ra được. Đầu tiên là nói theo thụ động, khi mà mình dạy con dần dần trẻ có ngữ chủ động, trẻ sẽ nói được nhu cầu của mình, rồi trẻ sẽ biết hỏi, sẽ biết trả lời, thì từng bước cái sự dạy dỗ của cha mẹ, giáo viên kết hợp với sản phẩm Vương Não Khang thì chúng tôi mong rằng là luôn đồng hành cùng với cha mẹ để giúp cho trẻ có những cải thiện, để giúp cho trẻ có những tiến bộ, hòa nhập cộng đồng sớm nhất. Sản phẩm Vương Não Khang thì nó được an toàn và có cải thiện theo như là nghiên cứu của Viện Nhi Trung ương năm 2014, thì sản phẩm này thì nên tiếp tục sử dụng lâu dài vì nó rất là an toàn và không có tác dụng phụ. Cha mẹ có thể sử dụng những cái đợt là từ 3 đến 6 tháng, sau đó mình có thể nghỉ độ khoảng độ 2 tuần, thì sau đó mình sẽ tiếp tục sử dụng lâu dài được. Nó sẽ hỗ trợ cho cái trẻ thì củng cố cái phát triển thần kinh, não bộ, thì giúp trẻ cải thiện ngày càng tốt hơn. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ.